Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Hoàng Thụ Lâm. Đây là rừng cây thiên hoàng. Trái thiên hoàng mà chúng ta đang tìm cũng ở đây. Dường như không có cây nào ra quả trong khu rừng rộng lớn như vậy. Nghe nói quả thiên hoàng rất hiếm, trong rừng thường chỉ tìm được một quả. Hiếm vậy sao? Nhưng mà ta làm cách nào để tìm thấy nó? Có lẽ trước tiên chúng ta chỉ có thể tìm kiếm những yêu thú có đủ cấp độ. Những yêu thú mạnh nhất sẽ bảo vệ quả thiên hoàng. Chỉ có thể từ từ tìm thôi. Tiếng gầm của yêu thú. Từ âm thanh có thể nghe ra tu vi không thấp. Có lẽ là yêu thú thủ hộ mà chúng ta đang tìm kiếm. Quả thiên hoàng. Nhìn xem quả thiên hoàng ở đó. Đám người này cũng tìm tới tìm quả thiên hoàng ư? Chỉ có một quả này, chúng ta chỉ có thể tranh thôi. Vùng vẫy cái gì? Còn không phải là chết trong tay của bọn ta. Lấy yêu hạch. Lần này yêu hạch và quả thiên hoàng đều thuộc về chúng ta rồi. Ai? Nhìn như quả sầu riêng vậy. Xin lỗi, bọn ta lấy quả thiên hoàng này đây. Tiểu tử đừng hòng. Muốn cướp đồ của ta, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ta vốn chỉ muốn lấy quả. Nếu ngươi không muốn bị thương thì mau rời đi đi. Đồ cuồng vọng, câm miệng. Hắn muốn lấy mạng mình. Không hay, lần này hắn hoàn toàn muốn dựa vào cơ thể để đỡ. Không dùng linh khí được sao? Hình như người đó đã là tu vi vũ vương 3 sao rồi. Ta nói lại lần nữa. Bây giờ các ngươi rời đi vẫn còn kịp. Tiểu tử cuồng vọng. Xem ta đánh chết ngươi đây. Lâm Viêm. Mỹ nhân, vẫn nên chơi cùng bọn ta đi. Đồ khốn, cánh tay của ta. Vẫn chưa xong đâu. Đại ca. Lo đại ca các ngươi như vậy. Vậy thì đến thế giới bên kia thăm hắn đi. Đã xong. Người lợi hại nhất ở trong ba người đã bị thương. Giải quyết dễ dàng như vậy. Nói thật, ta có chút ngoài ý muốn. Bây giờ ngươi thật sự mạnh đến mức ta sắp không quen rồi. Phần của ngươi. Không cần. Ta chỉ cần yêu hạch thôi. Ngươi giải quyết người lợi hại nhất, ta cũng không giúp được gì. Nói gì vậy, chúng ta cùng ra ngoài. Đồ thu hoạch đường đương nhiên là chia đều rồi. Cứ vậy đi, đừng khách khí với ta. Được thôi, nghe ngươi. Tiếp theo là thứ này. Thứ này đáng giá 10.000 điểm đó. Có đủ điểm thì có thể đổi đồ mình muốn với học viện rồi. Được rồi, đã lấy đường vật phẩm nhiệm vụ lần này. Cũng đến lúc về rồi. Được. Muốn đi đâu? Là người. Người quen biết hắn. Cũng là học sinh của học viện. Từng gây rắc rối cho ta.
ta thấy ngươi sinh nhầm nên mới làm quen một chút, sao gọi là gây rắc rối được. Người ta không muốn làm quen với ngươi, khuyên ngươi thức thời một chút. Bảo ta thức thời, ta thấy ngươi nên thức thời là ngươi biết ta là ai hay không?